Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, từ đầu năm đến giờ, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi sập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè thì xa lánh. Thế nhưng, bước sang ngày 24 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may kéo tới, làm gì cũng thuận lợi và thành công. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết mình có thuộc những con giáp may mắn này hay không nhé! Một, tuổi Sửu. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, cục diện tam hợp xuất hiện của tuổi Sửu dự báo những cơ hội kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán vô cùng thuận lợi. Doanh thu nhờ vậy không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hướng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. Công việc trong ngày nhiều biến động nhưng may mắn đều là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo. Chẳng những vậy, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp đều được cải thiện. Ngày tam hợp nên đường tình duyên của con giáp này khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Bạn đang được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu thương mà không phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về những ngày tháng trong tương lai. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Thìn. Phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn có điểm sáng trong ngày nhờ chính tài che chở. Bạn đang có nguồn thu nhập từ công việc chính khá là ổn định. Con giáp này luôn biết cách hoàn thành công việc bằng chính khả năng của mình. Do đó, những gì có được ngày hôm nay cũng chính là phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuổi Thìn nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có vận may tài lộc khi có được mối khách hàng mới, mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn phát đạt. Nhìn chung, bạn làm gì cũng dễ dàng giành được thành công ngoài sức mong đợi. Hỏa sinh thổ còn mang tới cơ hội thăng hoa trong tình yêu. Các cặp vợ chồng luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Những hiểu lầm trước đó đã được hóa giải khi hai người biết chia sẻ cho nhau những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thì để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ may mắn được tam hội cục nhập mệnh nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ, mọi việc diễn ra đúng như những gì bạn dự liệu. Tình duyên của con giáp này về cơ bản là êm đẹp, giữa hai người không có quá nhiều vấn đề tồn tại nên tình cảm ngày càng gắn kết mặn nồng. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa, có người còn mang duyên tình tới cho bạn. Nếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì đừng chần chừ nữa, kẻo cơ hội trôi qua mất. Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm, vì thế luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai, người tuổi này có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thân. Tuổi Thân nhờ lục hợp tương trợ nên khá tự tin khi đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Nhìn chung, vận trình sự nghiệp của con giáp này không có quá nhiều biến động. Các vấn đề tồn đọng trước đây cũng được bản mệnh xử lý gọn gàng đâu vào đó. Ngày này bạn còn được xây dựng những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Dù là quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay hợp tác làm ăn đều đem lại cho bạn nhiều sự thuận lợi. Quý nhân cũng có thể xuất hiện ngay trong ngày để mở đường cho bạn thăng tiến. Tuy nhiên, hỏa kim xung khắc, vận trình tình duyên chẳng được như ý muốn. Sóng gió liên tiếp ập tới đe dọa mối quan hệ của con giáp này. Bản mệnh và người ấy có quá nhiều vấn đề khúc mắc, lại không biết cách chia sẻ nên đành phải im lặng. Cuối cùng sẽ khiến tình cảm rơi vào bế tắc.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Người tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tích cao, được cấp trên ghi nhận và tạo cơ hội để bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình. Bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình. Phương diện tài lộc cũng có chuyển biến đáng kể. Với người làm kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được người hoặc là người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm và ngày càng thấu hiểu nhau hơn. 5. Tuổi Dậu. Theo tử vi ngày mới, tuổi Dậu có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc nhờ tam hợp cục độ mệnh. Không chỉ với người làm công cố định, những người kinh doanh, buôn bán cũng sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ mà trước đó con giáp này cũng không lường trước được. Chẳng những tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng của bạn cũng ngày càng vang xa. Điều này rất có lợi cho Dậu trong việc xây dựng uy tín cá nhân để ngày càng tiến xa hơn. Hãy luôn khiêm nhường, sống biết điều và biết người ta để ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhé. Ngũ hành xung khắc lại khiến Dậu phải đối mặt với những khúc mắc trong chuyện tình cảm cá nhân. Có lẽ là do thời gian gần đây hai người quá bận rộn với công việc riêng mà không có thời gian dành cho đối phương, khiến tình cảm dần dần phai nhạt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Được chính tài hậu thuẫn, tuổi Tuất đón những khởi sắc ở phương diện tài chính. Các thần này đảm bảo cho bản mệnh có thu nhập vững vàng, ổn định. Con giáp này có thể thoải mái theo đuổi những đam mê của mình mà không phải quá quan tâm, lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Chẳng những vậy, bản mệnh còn may mắn được quý nhân trợ vận để phát huy năng lực của mình một cách tối đa trong công việc. Đặc biệt là người làm nghề tự do, con giáp này luôn ý thức tạo dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa để con đường sự nghiệp thuận lợi hơn. Ngày này bạn cũng luôn biết cách để giữ lửa trong mối quan hệ tình cảm của mình. Con giáp này tưởng chừng không quan tâm đến tiểu tiết, nhưng kỳ thực lại vô cùng để tâm đến người mình yêu. Nhờ sự tinh tế của mình, bạn có thể giữ được sự ngọt ngào và nồng nàn trong tình yêu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!